Và chúng ta sẽ học chương 11 nha. Chương 11 là mình học về fermentation, có nghĩa là lên men. Trong cái chương này mình sẽ tìm hiểu cái gì? Khi lên men như vậy thì cái hệ vi sinh vật nó sẽ thay đổi ra làm sao? Ok. Thứ hai là mình sẽ so sánh giữa lên men tự nhiên và lên men có bổ sung chủng khởi động. Nó sẽ khác nhau như thế nào? Lên men tự nhiên là lên men ta dùng hệ vi sinh vật tự nhiên. Sau khi để mình phối trộn các thành phần rồi mình đóng gói hay mình làm sao đó cho phù hợp trong điều kiện lên men rồi đem lên men thôi. Không có bổ sung thêm chủng khởi động vô, tức là vi sinh vật lên men vào. Ví dụ như sản xuất truyền thống thì mình làm nêm chua chẳng hạn là lên men tự nhiên. Rồi nó sẽ khác nhau với lên men có bổ sung chủng khởi động thế nào. Và sau đó có tìm hiểu sơ sơ thông tin vắn tắt về dinh dưỡng cũng như về an toàn của sản phẩm lên men. Rồi, slide đầu tiên là mình sẽ nói về spontaneously fermented sausage ecosystem là hệ vi sinh vật trong xúc xích lên men tự nhiên. Spontaneously có nghĩa là tự nhiên, tự động, không bổ sung chủng khởi động. Thì cái quy trình làm nó thông thường là gì? Người ta sẽ phối trộn các thành phần lại với nhau. Trong đó có mince meat là thịt đã xay. Mình học cái chương xay đó. Rồi có thể có là một phần mỡ tùy theo sản phẩm nha. Rồi có các thành phần ướp. Mình cũng đã học cái chương curing luôn rồi. Rồi có thể là có thêm carbohydrate là đường á. Ví dụ như sản xuất nem chua người ta bổ sung một lượng đường. Đường này để cung cấp cơ chất cho vi khuẩn lactic sử dụng để lên men thành axit lactic. Cho nên có bổ sung thêm vô. Rồi các thảo mộc rau ngò để cải thiện về cảm quan nhưng mà nó cũng cải thiện về dinh dưỡng, cải thiện về tính an toàn nữa. Ví dụ một số thành phần rau ngò phụ gia nó có tính kháng khuẩn, nó sẽ ức chế con có hại phát triển. Rồi, tiếp theo là sẽ nhồi vào vỏ bọc. Em thấy chữ casing có nghĩa là vỏ bọc xúc xích. Còn nếu làm nem chua thì không nhồi vỏ bọc nhưng mà người ta có thể quấn lại, quấn kỹ lại. Rồi hiện giờ người ta làm nhanh thì người ta cũng cho vô cái vỏ bọc đơn giản, dạng vị hữu cơ. Rồi sau đó là đến cái bước ripening là làm chín. Trong này có gồm có hai bước là lên men và aging. Lên men chín, đây là quá trình mà chuyển đường carbohydrate đơn giản ấy, thành axit lactic. Rồi sau đó aging là lên men chậm hoặc là quá trình ủ chín sinh lý để nó cải thiện thêm về cảm quan, về cấu trúc, về vị, về hương của sản phẩm. Nó có nhiều loại sản phẩm lên men khác nhau, là nó khác ở gì? Nó khác ở công thức nguyên liệu sử dụng. Có sản phẩm thì có dùng ngô mỡ, có sản phẩm thì chỉ dùng thịt nạc. Nem chua nhà mình thì thường chỉ dùng thịt nạc và da. Em biết da heo á. Bây giờ có gọi là nem chua có thịt nạc không, hoặc nem chua bì là người ta có bổ sung da. Nem chua Việt Nam thì thường thường không có bổ sung mỡ. Nhưng mà sản phẩm lạp xưởng lên men, biết lạp xưởng chua không? Thì lạp xưởng đó cũng có quá trình lên men. Thì có lạp xưởng thì là có mỡ. Rồi, những sản phẩm nó sẽ khác nhau về nguyên liệu ha, nó sẽ khác nhau về quá trình lên men. Lên men có nghĩa là lên tự nhiên hay lên men có bổ sung chủng khởi động thì có thể công ty này bổ sung chủng này, công ty kia bổ sung chủng kia cũng không giống nhau. Rồi khác nhau về drying condition là điều kiện sấy. Một số sản phẩm thì có sấy nhẹ, sấy một mức độ thôi nha. Như salami người ta có sấy nhẹ hay là lạp xưởng chua, lạp xưởng lên men đó cũng có một bước sấy ở một mức độ nhất định. Rồi, và những cái khác nhau như vậy sẽ dẫn đến sự khác nhau về hệ vi sinh vật chủ đạo. Điều kiện lên men khác nhau, chủng bổ sung có thể khác nhau, làm cho cái hệ vi sinh vật chiếm ưu thế nó sẽ khác nhau. Và tạo ra các sản phẩm khác nhau có những cái tính chất cảm quan đặc biệt. Cũng sản phẩm lên men, nhưng mà nem chua Huế nó khác với nem chua Lai Vung, nó khác với từng vùng miền. Khác hay là thịt lên men ở Việt Nam nó có vị đặc trưng nó khác với thịt lên men ở Indonesia hay ở Philippines.
tỷ phú chế công thức cách thực hiện vân vân. Better freshly stuff into casing. Đây là giai đoạn mà cái mọc thịt của mình, giai đoạn đầu mới vừa nhồi vào vỏ bọc hoặc là mới vừa bao gói. Còn đến sau đó là at the end of the ripening, là giai đoạn cuối của quá trình lên men, cuối của quá trình ủ chín. Có sự thay đổi thế nào? Ha. Ban đầu tiên là hệ vi sinh vật của mình chiếm chủ đạo, dominated là chiếm ưu thế, và chủ đạo chủ yếu là vi sinh có mặt trong nguyên liệu thô ban đầu, gồm có Pseudomonas và Enterobacteria, Bacteria Cacia. Rồi, đây là những hệ vi sinh vật gây hư hỏng thịt là chủ yếu. Thời điểm ban đầu thì số lượng vi khuẩn lắc tích là thấp, vi khuẩn sinh axit lắc tích đó, thấp, nấm men nấm mốc cũng chưa nhiều. Thời điểm ban đầu có khả năng là có một số lượng nhất định của vi sinh vật gây bệnh, vi khuẩn gây bệnh là pathogen như là E. coli, như là Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, vân vân. Luôn luôn có một lượng nhất định. Về cuối quá trình lên men và ủ chín sau đó thì hoạt độ nước sẽ giảm một phần, là lý do là có một số sản phẩm trong quá trình sản xuất người ta có sấy mất nước. Thêm đường cũng giảm hoạt độ nước, thêm muối cũng giảm hoạt độ nước, như mình học ở cái chương 5. Oxy sẽ bị tiêu thụ hết, thường là họ cho trong cái bao bì kín, sau thời gian thì oxy nó cũng bị tiêu thụ dần và điều kiện nó trở nên kỵ khí hơn. Lúc này sẽ có sự thay đổi về hệ vi sinh vật. Ban đầu là nó chứa những cái con này gây hư hỏng chủ yếu, đến cuối giai đoạn là nó ship về cái hướng là những con vi khuẩn sinh axit lactic, những con còn tồn tại, và một số con khác nấm men nấm mốc cũng có thể phát triển từ từ lên. Cái hình này nó mô phỏng những thay đổi chính về mặt hóa sinh, biochemical changes xảy ra trong quá trình lên men xúc xích. Nguyên liệu ban đầu mình có cái gì? Mình có triglycerid, mình có phospholipid. Trong nguyên liệu thì triglycerid và phospholipid cái nào nhiều hơn? Triglycerid đây là lipid trung tính, lipid chủ yếu. Phospholipid là lipid phân cực, có ít hơn. Rồi có ATP, ATP trong thịt nạc, nó là phân tử chứa năng lượng. Glycogen, glycogen có bản chất là gì? Là carbohydrate ở trong cơ thịt nạc. Rồi trong thịt tất nhiên là cũng có gì? Protein. Ha. Trong quá trình mà lên men thì có nhiều biến đổi xảy ra với các cái nhóm hợp chất này. Lipid thì có thể là bị thủy phân bởi enzyme. ATP cũng bị thủy phân. Glycogen thì bị đường phân. Glycogen nó cái này mình có học ở chương 4 rồi đó. Tách 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 ra thành gluco. Rồi protein cũng sẽ bị thủy phân một phần bởi một số enzyme có trong cơ, enzyme thủy phân protein trong cơ. Mình cũng có học phần mềm hóa cơ thịt đó. Trong thịt nạc nó có sẵn cơ trong đó. Protein thủy phân thì sẽ ra peptide, hoặc nếu thủy phân đến mức tối đa thì ra một lượng amino acid. Rồi những nhóm hợp chất này tiếp tục được vi sinh vật sử dụng để chuyển đổi. À. Chất béo thường thường nó bị oxy hóa. Đây là điều không mong muốn. Một số hợp chất được vi sinh vật dùng để là cơ chất á, để sinh ra axit hữu cơ, trong đó axit chính là lactic acid. Tất nhiên tùy vi sinh vật nó có thể có một ít acetic acid, một số axit hữu cơ khác, nhưng mà chính là axit lactic. Đây là cái mong muốn. Khi axit hữu cơ tạo ra thì làm pH giảm hay tăng? pH sẽ giảm, và như thế sẽ tăng tính an toàn của sản phẩm hay giảm tính an toàn của sản phẩm? Tăng tính an toàn. pH giảm sẽ ức chế rất nhiều con vi khuẩn khác, như mình đã học một số ví dụ trước đây mình có nói đó. pH giảm thì làm cho protein bị biến tính theo hướng là protein giảm hay tăng khả năng giữ nước? Giảm khả năng giữ nước. Anh em làm nêm chua mà công thức phối trộn không tốt hoặc quá trình lên men quá nhanh á, đôi khi em thấy nó sẽ ướt bề mặt. À, mình mở cái gói ra mình thấy nó ướt ướt ướt, mà nó ướt cái nước không nhớt nha. Tức là nó ướt nước thấy nước bình thường thôi, là do nước trong này nó rỉ ra. Còn nếu mà mình mở gói ra mình thấy nó nhớt nhớt nhờn 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 á, cái ướt đó không phải là ướt do giảm hoạt độ nước mà ướt do vi sinh vật hư hỏng phát triển.
À, nó đến giai đoạn hư hỏng rồi, nó tổng nhớt rồi, cái đó là nó hư rồi, nó ướt hai kiểu khác nhau. Ok, rồi một số amino acid hoặc peptide có thể được vi sinh vật sử dụng để tạo ra các hợp chất có hương thơm đặc trưng cho sản phẩm. Mỗi con vi sinh vật nó có khả năng tạo các hợp chất hương khác nhau, hay là thành phần nó chất này chất kia nhiều hơn ít hơn khác nhau. À, cho nên là đôi khi em đổi cái con vi sinh vật lên men là em sẽ hương vị khác nhau. Hoặc là cũng y vậy, họ làm công thức y nhau nhưng mà làm ở Đại học Nông Lâm có khi nó khác với làm ở Quảng Nam. Là điều kiện lên men nó không giống, và cái hệ vi sinh vật tự nhiên ở trong cây cỏ, trong cái lá ổi, trong cái lá chùm ruột vân vân nó cũng không giống nữa. À, cho nên là ra một cái hương vị đặc trưng nhất định. Rồi, các amino acid này có thể cũng bị biến đổi để sinh ra các biogenic amide, thường thường đây là các hợp chất không mong muốn nè. Tính thối rữa, không mong muốn.